Người cung khảm mệnh thủy xây nhà năm 2021 hướng đông tứ mệnh hay tây tứ mệnh được lộc trời cho, giàu sang vô đối. Cách hóa giải nhà không hợp hướng và kích hoạt tài lộc cho người mệnh khảm thủy năm 2021. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 21 và 22. Phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, duyên nhiên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng vào năm 2021 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quẻ bản mệnh là một trong những kiến thức tử vi quan trọng tác dụng đoán định phần nào số mệnh của một người. Cũng thông qua quẻ này, chúng ta có thể xác định nhiều vấn đề như là đặt tên, chọn hướng nhà, chọn hướng bếp, chọn bạn đời phù hợp. Cùng xem thông tin lý giải về mệnh khảm có điểm gì đáng chú ý. Đầu tiên thì ta sẽ xét về người mệnh khảm thủy, nam mệnh bao gồm những người 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 2026 Bính Ngọ. Nữ mệnh bao gồm những người sinh năm 1923 Quý Hợi, 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Bính Thân, 2013 Quý Tỵ và 2020 đó là Nhâm Dần. Đầu tiên, ta xác định phương hướng của mệnh khảm. Quẻ khảm xác định phương hướng như sau: sinh khí ở hướng đông nam phương tốn, thiên y ở hướng đông phương chấn, diên niên ở hướng nam phương ly, phục vị ở hướng bắc phương khảm, tuyệt mệnh ở hướng tây nam phương khôn, ngũ quỷ ở hướng đông bắc phương cấn, lục sát ở hướng tây bắc phương cản, hòa hại ở hướng tây phương đoạn. Hướng Bắc thì gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc mệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Trong trường hợp muốn động thổ xây mới cần liên hệ ngay với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết về chọn tuổi động thổ, xem ngày động thổ và thiết kế chính xác bố cục phong thủy để người mệnh khảm ở trong đó được cách là nhất. Người mệnh khảm đông trạch nên xây nhà hướng bắc thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc, hướng đông nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, đối với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dáng ở bên dưới bộ mai hoa chấn trạch để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng đông bao gồm tọa Tân, hướng Ất, tọa Canh, hướng Giáp vào năm 2021 phạm Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này, cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May Mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông.
Người mệnh Khảm thuộc Đông Trạch nên xây nhà hướng Đông thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, để hóa giải triệt để nhà không hợp hướng, người mệnh Khảm cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu cùng với bộ mai hoa chấn trạch treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Người mệnh Khảm xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được Diên Niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía Diên Niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn xét đến hướng Đông Nam gồm ba sơn Thìn Tốn Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung hoạn. Những nhà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới sửa chữa. Người mệnh Khảm Nam Mạn ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc Mộc hướng Đông tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí do hình thế loan đầu ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Tây gồm ba sơn Canh Dậu Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên sửa chữa hay là xây mới bất kể bạn tuổi gì. Những nhà mà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được năm nay thì nên xây các bạn nhé. Người mệnh Khảm mà ở nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu dán ở phía dưới với pháp khí mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Đối với người mệnh Khảm, xét sang hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi Khôn Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người mệnh Khảm xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào Tuyệt Mệnh, mà Tuyệt Mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ bị xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, người mệnh Khảm khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn
5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với người mệnh khảm. Xét sang hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất tọa Tốn hướng Càn phạm Mậu Long Biến Vận Sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Những người mệnh khảm xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ bị thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thì bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Những người mệnh khảm đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với người mệnh khảm. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ năm Tân Sửu bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long Biến Vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Nhưng Mộ Long Biến Vận vẫn có thể hóa giải được bằng việc lựa chọn 5 tháng ngày giờ phù hợp. Vậy nên quý vị anh chị hãy liên hệ trực tiếp với phong thủy may mắn để được tư vấn chi tiết về chọn tuổi động thổ, xem ngày động thổ và vị trí động thổ, kèm theo tư vấn chi tiết về thiết kế phù hợp với phong thủy để những người ở trong nhà được cát lành nhất. Với những người mệnh khảm xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp những người mệnh khảm mà đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng của chuyên gia phong thủy. Tiếp theo, ta sẽ xác định đường con cái của người mệnh khảm. Xem lý giải về mệnh khảm, người mệnh này mà bếp ở hướng sinh khí Đông Nam thì sao Tham Lang sinh khí ở chấn Dương Mộc và Tốn Âm Mộc tương khắc với nhau, có 5 người con vượng đinh, nhiều con trai. Người mệnh khảm mà bếp ở hướng Diên Niên Nam thì sao Vũ Khúc Diên Niên thuộc quẻ Càn Dương Kim gặp cung Ly Hỏa là âm, âm hỏa khắc Dương Kim, cung khắc Giao, ngoài khắc trong, chủ vì tiền tài hao hụt, có hung tai tổn thương nam giới. Người này có 4 người con, trai nhiều hơn gái. Người mệnh khảm mà bếp ở hướng Thiên Y Đông thì sao Cự Môn Thiên Y là Cấn Dương Thổ gặp cung Chấn Mộc Dương, mặc dù Mộc khắc Thổ nhưng cung Dương sao Dương thì bớt hung hiểm. Người này có 3 người con trai. Người mệnh khảm mà hướng bếp ở Bắc Phục Vị thì sao Phụ Bật Phương Tốn Âm Mộc gặp với cung Khảm Dương Thủy, Dương Thủy sinh Âm Mộc, cung sinh Sao, ngoài sinh trong, chủ về tiền tài tiến vào, giàu có nhanh chóng. Người này chỉ sinh con gái, không sinh con trai. Bản mệnh khảm mà bếp ở hướng Tuyệt Mệnh Tây Nam thì sao Phá Quân Âm Kim gặp cung Khôn Âm Thổ, âm thổ sinh âm kim, cung sinh Giao, ngoài sinh trong, tài lộc thịnh vượng, phát đạt nhanh. Người này tuyệt tự không có con hoặc là chỉ sinh con gái nhưng yểu mệnh. Xem thông tin về người mệnh khảm mà hướng bếp ở ngũ quỷ Đông Bắc thì sao Liêm Trinh âm hỏa gặp cung Cấn Dương Thổ, âm hỏa sinh Dương Thổ, sao sinh cung, trong sinh ngoài, gia đình thịnh vượng an khang. Người này có 2 người con trai.
Người mệnh khảm mà bếp ở hướng lục sát Tây Bắc thì sao văn khúc Dương Thủy gặp cung Càn Dương Kim, Dương Kim sinh Dương Thủy, cung sinh sao, ngoài sinh trong, tiền dồi dào phát đạt, người này có một con trai. Còn về người mệnh khảm mà hướng bếp ở họa hại Tây thì sao lộc tồn âm thổ khắc cung đoài âm kim, âm thổ sinh âm kim, sao sinh cung, trong sinh ngoài, gia vận thịnh vượng, người này ít con hoặc là không có con, phải đổi hướng bếp sang phương sinh khí mới có con. Luận đoán số mệnh của người mệnh khảm. Xem tử vi cho người mệnh khảm, bạn đời tốt nhất nên chọn người mệnh tốn, xứng cung phu thê nên vợ chồng hòa hợp, tình cảm tốt đẹp, phát tài vượng đinh, mọi mặt đều cát lợi. Kết hôn với người mệnh chấn, ly, khảm cũng khá là hòa hợp. Về phiên dưỡng sức khỏe thì nếu mệnh khảm mà bếp ở hướng khôn hoặc là hướng cấn thì thân thể không khỏe, xuất hiện các bệnh về dạ dày như là đau dạ dày, xuất huyết dạ dày, loét dạ dày, tiêu hóa kém. Vì khôn âm thổ và cấn dương thổ đều khắc thủy, bếp ở hướng càn thì gia chủ phổi yếu, hô hấp không tốt, có bệnh ở mũi. Càn là lục sát, phương này rất hại, cần phải nhanh chóng đổi bếp sang hướng thiên y, phương chấn để bệnh mau khỏi. Còn về phương diện tai họa, người mệnh khảm phạm quẻ khôn là tuyệt mệnh, chủ người mẹ không hiền lành, vợ chồng không hòa thuận, thương khắc mà tổn hại tới nhau, phạm hướng họa hại tất tự sinh buồn phiền, gia đình không yên ấm. Còn về phương diện tù ngục, người mệnh khảm gặp quẻ can lục sát thì vướng quan tai ngục hình, cực kỳ cấm kỵ, đặt bếp hướng này tất gặp kiện tụng dính líu tới pháp luật. Dựa vào những lý giải về mệnh khảm ở trên, mọi người cần nên chú ý tránh hung tìm cát, đặc biệt là chọn hướng bếp chuẩn xác cho ngôi nhà của mình. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành, ta xét đến các yếu tố như sau. Đó là về mộ long biến vận. Năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành, khi nạp âm của thái tuế khắc nạp âm của mộ vận long, tòa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp chắc chồng, ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ khắc mộ vận thủy, nhâm thìn nạp âm thủy, các sơn giáp dần thìn tốn tuất khảm tân thân sửu quý khôn canh mùi. Năm 2021 không khai sơn lập hướng. Về thái tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021 thái tuế tại phương đông bắc, chính vị trí sửu trên la bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng đông bắc bất kể bạn tuổi gì. Còn về tam sát gồm kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu ở phương đông bắc, đông nam và đông, đối với ba sơn dần mão thìn, chủ tai họa là sát khí của năm, cần kiêng kỵ xây nhà mới, phần tòa phạm những sát này. Bởi khi phạm vào tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn dần mão thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này, tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ đô thiên là sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ông không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu đô thiên sát nam mệnh, Kỷ đô thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ đô thiên tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu, Mậu đô thiên tại Tuất, Kỷ đô thiên tại Hợi, nhà hướng thìn tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Về ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp chắc trở. Năm 2021 Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương đông nam tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa.
Còn để việc xây dựng được hanh thông may mắn, từ ngàn đời xưa các cổ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt đến trong nhà, giúp cho những người ở trong nhà được bình an may mắn thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Còn trong trường hợp mà gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ lục sát tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên, gia chủ phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây thì phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng cho người tuổi mệnh khảm. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Hướng Bắc xây thì đại cát, các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà lựa chọn thời điểm năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí bố cục và nội thất hợp với phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.